5 chiếc bánh mến chào anh chị em. Trên trang web Giáo phận Hưng Hóa vừa đưa tin thông báo của ban truyền thông giáo phận về thư mạo danh xin giúp đỡ. Giáo phận nhận được phản hồi từ nhiều người xin xác nhận thông tin về lá thư kêu gọi của linh mục do A Kim Phạm Tiến Thắng thuộc giáo xứ Tân Quang, Giáo phận Hưng Hóa. Ban truyền thông Giáo phận Hưng Hóa thông báo như sau. Thông báo về thư mạo danh xin giúp đỡ. Kính thưa cộng đoàn, trong mấy ngày qua, giáo phận nhận được phản hồi từ nhiều người xin xác nhận thông tin về lá thư kêu gọi của linh mục do A Kim Phạm Tiến Thắng thuộc giáo xứ Tân Quang, Giáo phận Hưng Hóa. Ban truyền thông giáo phận xin xác nhận. 1. Hiện nay, giáo xứ Tân Quang thuộc giáo phận Hưng Hóa không có linh mục nào tên là do A Kim Phạm Tiến Thắng. 2. Con dấu và chữ ký trong thư kêu gọi là của Đức cha Gioan Maria Vũ Tức do kẻ xấu mạo danh cắt ghép. 3. Hiện nay, Đức cha Gioan Maria Vũ Tức đã nghỉ hưu nên chữ ký và con dấu của ngài không còn giá trị. Vì thế, xin thông báo quý cộng đoàn được biết, tránh để kẻ xấu lợi dụng lòng tốt và quảng đại của mọi người. Xin cộng đoàn chung tay chia sẻ thông báo này để mọi người cảnh giác trước thủ đoạn mạo danh của kẻ xấu. Xin đăng lại lá thư mạo danh để cộng đoàn được biết. Xin chân thành cảm ơn. Chịu trách nhiệm truyền thông giáo phận, linh mục Giuse Trần Quý Tuần. Vòng chán trường con tìm được đâu chốn tựa nương ngoài lòng từ ai Chúa son thương. Về đây con gặp được nơi Chúa là nguồn hạnh phúc và an vui. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng từ ai Chúa son thương. Trong suối nguồn yêu thương về đây tin tưởng và phó thác vào lòng Chúa xóm thương nhân từ. Về đây con gặp được nơi Chúa là nguồn hạnh phúc và an vui. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng từ ai Chúa xóm tràn ngầm vui xưa dâng dào trong sông.